miệng khôn ngoan thì đừng nói lời cay độc này. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ dùng có 3 năm đầu đời để học nói cho sõi, nhưng lại dùng cả cuộc đời mình để học cách im lặng, tìm cách chọn lúc nào nên mở miệng, lúc nào nên nhẫn nhịn nín câm. Một lời bất cần có thể nhóm lên xung đột, một lời tàn nhẫn có thể phá hỏng một cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể xua đi căng thẳng, một lời yêu thương có thể chữa lành và lan tỏa những giá trị nhân văn. Thế nên sống ở trên đời, có những chuyện không nói không được, thế nhưng cũng có những chuyện cậy mồm cũng không nên nói. Thứ nhất, lời khoe khoang khoác lác, khoa trương. Những kẻ ăn tục nói phét, nói mười làm chín, thích phô trương khoe khoang, thích cái danh hư vô, đều không bao giờ có được thành công thực sự trong cuộc sống. Họ cho rằng càng nói nhiều, càng nói quá lên thì thiên hạ đều nể phục mình, ghi nhớ mình, chú ý tới mình. Nhưng không, thế nhân đều đang cười. Hãy nhớ rằng, lời nói dối có thể lừa được một hai người, đâu có thể lừa được cả thiên hạ. Lời khoe mẽ có thể được tin trong một hai lần đầu, nhưng có ai lừa được nhau cả đời. Tốt nhất nên có gì nói nấy, hoặc thậm chí có mà không nói. Những bậc thông tuệ nhất đều là những kẻ đại trí giả ngu, chứ cái gì cũng bô bô cho xung quanh biết hết thì ông cũng chỉ là người nông cạn, dễ đối phó. Đừng để người khác phải coi thường, nói ít lại và làm nhiều lên. Thứ hai, lời đánh giá đức hạnh của người khác. Sự đánh giá của mỗi người đều mang tính chủ quan. Bạn thấy thế chưa chắc sự việc đã như thế. Trên đời, đường dài mới biết ngựa hay. Đừng tùy tiện đánh giá nhân phẩm đạo đức của người khác, bởi chắc gì bạn đã hơn họ. Khi bạn phê phán người khác, rất có thể người ta cũng đang ở chốn nào đó phê bình bạn. Quan điểm đạo đức của bạn chưa hẳn đã là chuẩn mực của xã hội này. Hơn thế nữa, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu như không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thì ai biết được cay đắng nông sâu thế nào. Vì thế con người ta, ai cũng có phần khuyết điểm. Nếu thập toàn thập mỹ thì đã là bậc thần thánh Phật tiên. Chớ có buông lời đàm tiếu, đánh giá đức hạnh của người khác, vì có khi chính mình trong hoàn cảnh đó có khi còn không cư xử được bằng người ta. Thứ ba, lời đánh giá gia cảnh của người khác. Có những người sống trong chăn gấm lụa là, văn hóa cũng không bằng kẻ ăn xin trên phố. Có những người nông dân nghèo túng quanh năm nhưng chưa bao giờ làm gì hèn hạ bỉ ổi. Nhưng có những người nhà cao cửa rộng, một cắc cũng không chịu xảy ra. Không có ai sinh ra được lựa chọn hoàn cảnh của mình. Vận mệnh đôi khi không phải muốn đổi là đã đổi được. Vì thế, chưa có đánh giá nhục mạ gia cảnh của người khác. Sang hèn của người đời không liên quan gì tới mình, há gì phải nhiều lời mà sân si với thiên hạ. Chỉ có những kẻ xấu tính, ít học lại trưởng giả, mới đi coi thường người khác mà thôi. Giá trị của một con người không đo bằng nơi họ sinh ra, mà đo bằng quãng đời mà họ đi được. Nói ít lại, quan sát nhiều hơn, bạn sẽ thấy thực ra hoàn cảnh không quan trọng tới vậy. Bởi đâu ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời. Thứ tư, lời đánh giá học thức của người khác. Có một câu nói rất hay như thế này: những người thông minh thì thường nghi ngờ những gì họ nói, còn những người ngu dốt thì lúc nào cũng tự tin vào cái mình nói ra. Càng học nhiều, người ta càng thấy mình nhỏ bé, càng thấy mình kiến thức phải bồi đắp thêm. Vì vậy, không nên mở miệng là chê bai học vấn của người khác, đánh giá phiến diện về nhận thức của con người. Tri thức bao la thế, làm sao có người giỏi nhất, càng làm sao có thể đong đếm ai giỏi hơn ai. Không thể cho mèo và cá thi bơi, không thể cho rùa và sóc cùng leo cây. Có những điều người này biết, người kia lại không biết và ngược lại. Thế mới nói, đừng có dại mà cứ hễ mở miệng là tỏ ra ta đây học thức hơn người. Vì chỉ những người ngu dốt mới tự tin như vậy mà thôi. Thứ năm, lời độc ngôn tổn hại tới danh dự của người khác. Có những lời nhục mạ, thóa mạ người khác,
mỗi một câu như nhát dao găm vào tim người nghe, tuyệt đối kệ miệng cũng không được nói. Lời nói như tên, không nên bắn bậy. Những lời độc ngôn xúc phạm tới danh dự, tiết tháo của người đời sẽ khiến cho bạn bị xa lánh, ghét bỏ. Khi bạn làm tổn thương người khác, sẽ có người khác làm tổn thương bạn. Thế giới này tuần hoàn vòng tròn, quả báo cũng không ngoại lệ. Đừng có khẩu nghiệp rồi sức họa vào thân, bởi khi bạn tôn trọng mọi người cũng sẽ tôn trọng bạn và ngược lại. Thế nhân đều rất sòng phẳng, vì vậy nếu muốn nghe được lời hay ý đẹp từ người khác thì đừng có lộng ngôn, ngoa ngoắt mà xúc phạm người xung quanh. Thầy, mức độ giáo dưỡng ở bên trong. Bởi giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái gọi là bản chất bên trong của con người là khó gì có thể che đậy được, đặc biệt là những lúc vô ý trong sinh hoạt thường ngày. Và sau đây là 6 điểm nói lên phẩm chất đạo đức của một người. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. 1. Tướng cười. Nụ cười của người có phúc tướng là cách cười tự nhiên, sảng khoái. Khi cười, ánh mắt cũng cười theo. Lúc cười lớn, tiếng cười thường trong trẻo, có độ vang. Và nụ cười thường xuất phát từ cái tâm chân thành. Niềm vui chan hòa thực sự sẽ mang lại vận khí tốt cho chủ nhân. Những người hay cười vì xui xẻo, thất thố của người khác gọi là nụ cười thâm độc, từ từ sẽ rước nghiệt vào thân. Cái cười của Hoạn Thư trong truyện Kiều là một tướng dữ. Ngoài thì thân thớt nói cười, nhưng trong lòng nham hiểm, giết người không sao. Cái cười chỉ động nhẹ khóe môi mà vai lại sung lên là tướng của người nhiều toan tính, lạnh lùng, tính toán, mưu sự ngầm bên trong, để hướng đến thành công của mình mà không ngại làm hại người khác. 2. Tướng ăn. Người có phúc tướng thường ăn chậm, nhai kỹ, từ tốn thong thả, thể hiện cuộc đời an nhàn, không sân si hơn thiệt với đời. Cũng có người ăn nhanh nhưng gọn gàng sạch sẽ, không nhai ngùng ngoàm, ăn lấy ăn để, cũng là một tướng tốt. Khi ăn cũng đừng nên quá kiểu cách, giả vờ hay yểu điệu quá mức. Đó là tướng xấu, chứng tỏ tâm của những người nhỏ gọn hay ghen tị so đo. Khi ăn cũng tố kỵ những điều sau: ăn lúc trời sầm tối mà ngồi quay lưng vào ngọn đèn hay tường. Quan niệm người xưa cho rằng đó là cách ăn bóng không tốt. Khi ăn, đừng nên nhìn quanh quẩn, láo liên. Đó là tướng khổ nghèo. 3. Tướng nói. Người có phúc tướng khi nói chuyện rất thoải mái. Nói với ai thì mắt hướng về phía người đó, tay chân đặt để tự nhiên, không thử thãi. Bạn trẻ hiện đại hay có thói quen nhíu trán, nhíu mày khi nói chuyện. Đây là tướng không tốt, cần sửa đổi. Nói quá nhanh, nói bằng giọng mũi thều thào cũng nên bỏ. Nói mà không nhìn đối phương, nghĩa là có chuyện muốn che giấu hay không tôn trọng người khác. 4. Tướng ngồi. Tướng ngồi không yên với cái đầu chốc chốc, lại lắc qua lắc lại, là người làm ăn khó nên nổi, tiền bạc hao hụt, nên làm lành tu phước để hóa giải. Người ngồi nghiêng qua một bên, khi bên trái, lúc nghiêng bên mặt, mặc dù đầu không bị tật, đó là tướng của người không được may mắn, thường gặp đổ vỡ trong hôn nhân và bất lợi trong công việc kinh doanh mua bán. Người ngồi vững như bức vách, như chai núi, đứng lên có dáng thẳng người, điềm tĩnh, đi nhẹ nhàng thoải mái, là người có